Tôi trễ vậy. Ngồi đi. Lạc Băng đâu? Chuyện khác nói sau đi. Ăn trước đã. Lão Kim. Ngồi đi. Thật không ngờ diễn xuất của cậu tốt thiệt đó. Bắt đầu đi. Chào. Nói máy với thiếu tá Okamura. Phải. Dạ. Có tình báo quan trọng. Chuyện liên quan tới tổ chức ngầm ở Thượng Hải. Giúp được không? Chúng ta quen biết nhau lâu rồi. Khắc Hải. Tính từ 5 năm tuổi thì cũng 20 năm. 20 năm rồi. Tới giờ tôi vẫn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau. Cậu đã cho tôi nửa cái bánh nướng. Rất ngon. Cậu kêu tôi tới đây không phải để nói chuyện này chứ? Đừng có gấp. Cậu nhìn cậu đi. Bạn bè tâm sự với nhau vất vả 20 năm. Trên đời này có mấy người nói thật lòng được đâu chứ? Tôi thấy hôm nay không thích hợp ôn lại chuyện cũ. Chỉ bằng đổi cách khác đi. Cậu có gì muốn hỏi tôi không? Thật vậy sao? Tôi hỏi cậu, cuộc đời này cậu có từng làm chuyện gì hối hận không? Cậu không nói. Vậy thì tôi nói. Chuyện mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời tính tới bây giờ chính là cho cậu vào nhóm số 76. Cậu nói coi tôi có ngu ngốc không? 2 năm trước cậu đột nhiên xuất hiện, đúng lúc vào ngày lễ đó. Tôi không kêu cậu rời khỏi mà còn giữ cậu lại bên cạnh. Kết quả thì sao? Bóng tối dưới ánh đèn. Khốn kiếp. Tôi không hiểu là cậu đang nói cái gì. Cậu nói sao? Tôi nghe không rõ. Tôi nói là tôi không hiểu cậu đang nói gì. Trần Khắc Hải, đã là lúc nào rồi mà cậu còn diễn với tôi? Tôi quen cậu 20 năm, tình cảm suốt 20 năm. Cậu không thể nói thật với tôi một lần hay sao chứ? Nếu là vì Lạc Băng thì đúng là tôi cứu cô ấy. Còn kế hoạch ngọc nát, tôi tin cậu cũng xem nội dung trong kế hoạch rồi. Tôi lấy tình báo này là để công khai âm mưu của người Nhật trên báo giới, để đánh nát giả tâm phá hủy Thượng Hải của họ.
Cậu làm tôi thất vọng quá. Giết cô ta đi. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Cậu thừa biết là tôi không thể mà. Con người cậu thực sự vừa nhàm chán lại vừa cổ hủ. Giết người thì có liên quan gì? Lúc quan trọng thì phải chơi tiếp trò chơi thôi. Phải đó khắc hại. Cậu nghe anh khuyên đi. Chỉ một người phụ nữ thôi mà. Giết chết đã xong rồi. Vậy anh tìm cho cậu 10 người luôn, có được không? Tôi đã giải thích với cậu rồi mà. Tin hay không tùy cậu. Hôm nay, một là tôi với Lạc Băng cùng rời khỏi, còn hai là chúng tôi sẽ chết chung. Đừng có gấp. Chúng ta còn nhiều chuyện chưa giải quyết hết đâu. Liên quan tới Thẩm Thu Bình. 4 năm trước, vì để vào nhóm 76, tôi đã thể hiện lòng trung thành với Lý Sĩ Quần. Lúc đó tôi cũng như cậu thôi, phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là giết cô ta, hai là chết chung với cô ta. Cậu đoán xem tôi chọn cái gì? Tôi không hề do dự chọn cái đầu tiên. Đích thân tiễn cô ta lên đường. Là cậu đã giết chết Thẩm Thu Bình. Nổi điên rồi sao? Bây giờ nhìn cậu giống con người rồi đó. Muốn giết tôi thì phải mạnh hơn nữa. Cậu biết lúc cô ta chết đã nói gì không? Cô ta nói cô ta nhớ Trần Khắc Hải. Đứng yên đó. Khắc Hải, con người của tôi ích kỷ, dối trá, vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhưng vì tất cả chân thật đó đều hiến dâng cho cậu, cậu đã không trân trọng nó. Vậy thì cậu đi chết đi. Anh nói có phần tử quân thống trong đó. Dạ đúng. Tin tức đáng tin. Có chứng cứ không? Chứng cứ trên người của họ đó. Nhưng mà để đảm bảo, tôi nghĩ nên dẹp sạch ở đây trước. Chờ người trong đó chết sạch hết thì chúng ta vào thăm dò. Trưởng quan, thà giết nhầm 3.000 cũng không nên bỏ sót. Tiểu đội 1 và 2, xông lên.